viên dành cho ban nhạc Thiên Phú thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn ban nhạc Thiên Phú rất là nhiều. Thưa quý vị, và ngay sau đây là chương trình hát với nhau để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Đức Minh đến khi cùng với cô dâu Xuân Liêu trong buổi tối ngày hôm nay. Và để mở màn chương trình thì rất là xin được bạn phép thay mặt cho đội ngũ âm nhạc công viên cùng với ban nhạc Thiên Phú, ảnh đồ Thạch Văn Thiết và buổi đoàn Mai Anh